Vâng, và anh xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của An Phát Computer. Không biết anh em như thế nào nhưng mà mình còn nhớ ở trong năm 2018 khi mà anh em muốn build cho mình một dàn PC để có thể chơi online được những tựa game hot ở thời điểm đó, và đặc biệt đó chính là anh em có thể chơi mượt được PUBG, thì anh em sẽ phải bỏ ra một cái số tiền nó dao động được khoảng đó chính là 11 cho tới 12 triệu đồng trở lên để sở hữu một dàn PC chơi mượt được PUBG. Và một điều cũng khá là dễ hiểu thôi, khi mà ở trong năm 2018 thì những cái thành phần linh kiện máy tính như RAM này, SSD, CPU và cả đồ họa nó tăng một cách phải nói là cực kỳ là chóng mặt. Và cái việc mà khi mà anh em muốn build cho mình một PC thì các bạn chỉ có thể chọn được những cái thành phần linh kiện như là CPU và cả đồ họa đến từ Intel và Nvidia mà thôi. Bởi vì ở trong cái thời điểm đó thì cái đồng tiền ảo Bitcoin nó đang còn giá trị, và những cái dân đào tiền thì họ thường xuyên sử dụng những chiếc cả đồ họa cũng như CPU đến từ AMD như là con RX 570 và RX 580, bởi vì nó cho chúng ta một cái hiệu năng tốt nhất ở trong tầm giá mà anh em có thể tìm thấy được. Và cái việc mà anh em không thể mua được RX 570 và RX 580 ở thời điểm đó thì cũng khá là dễ hiểu mà thôi. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì giá những các thành phần linh kiện máy tính nó đã bão hòa đi hơn rất là nhiều, và đặc biệt đối với là đồng tiền ảo Bitcoin nó gần như đã sập rồi, thì cái việc mà anh em build PC để chơi được PUBG ở thời điểm này nó có còn khó cũng như là giá nó còn cao như ở năm 2018 nữa hay là không, thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cái bộ PC nó chỉ có mức giá đó chính là 8,5 triệu đồng mà thôi. Vậy thì nó có thể chơi ngon lành được PUBG ở thời điểm hiện tại hay là không, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá bộ PC có tên đó chính là Gaming Advent 1 trong video ngày hôm nay nhé. Hãy khoan đi vào phần trải nghiệm công năng. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá tất cả những linh kiện đã cấu tạo nên bộ PCIe Gaming Advent 1 này nhé. Đầu tiên với CPU thì bọn mình đang sử dụng đây đó chính là con Ryzen 3 2200G với 4 nhân và 4 luồng, xung nhịp ở mức cơ bản đó chính là 3.5GHz, và khi mà được boost lên nó sẽ đạt được con số là 3.7GHz với một cái sự chênh lệch chỉ là 0.2GHz ở cái xung cơ bản cũng như xung turbo. Vậy nên nó sẽ hứa hẹn mang đến cho chúng ta một cái khả năng trải nghiệm cực kỳ là ổn định trong quá trình khi mà anh em sử dụng nó lâu dài. Đối với mainboard bọn mình đang sử dụng ở đây đó chính là một chiếc mainboard đến từ Gigabyte với mã hiệu đó chính là A320M S2H. Mặc dù là một chiếc mainboard có mức giá rẻ thôi, tuy nhiên về cái sự nâng cấp sau này như là CPU lên đời cao hơn nhờ con Ryzen 5 2600 hay kể cả việc anh em nâng cấp lên 2 thanh RAM để cho nó chạy dual channel thì chiếc mainboard này vẫn có thể dư sức có thể đáp ứng tốt cho anh em tất cả những điều đó. Nhân tiện để nói về RAM thì vẫn sẽ là một trong những thanh RAM cực kỳ quen thuộc của chúng ta thôi, đó chính là Corsair LP8 với dung lượng là 8GB và bớt là 2666MHz. Với những cái tác vụ ở thời điểm hiện tại như là chơi game thì mình nghĩ 8GB RAM nó vẫn có thể dư sức đáp ứng tốt cho anh em mà không xảy ra cái hiện tượng tàn RAM. Nhưng để cho anh em chúng ta có một cái hiệu năng tốt hơn ở trên bộ PC này, và đặc biệt là chúng ta có thể làm được những cái tác vụ nặng hơn một chút như là đồ họa hay là stream, thì các bạn có thể nên nâng cấp thêm một thanh nữa để cho nó chạy dual channel. Nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc anh em chạy single channel. Và đặc biệt với những cái tác vụ nặng hơn thì nó sẽ không xảy ra cái hiện tượng tàn RAM khi mà anh em nâng cấp thêm một thanh 8GB nữa ở trên bộ PC này. Như các bạn đã biết đó chính là ở trên con Ryzen 3 2200G nó đã được tích hợp cái nhân đồ họa đó chính là Radeon Vega 8. Và với nhân đồ họa này thì tất nhiên rồi, nó sẽ không thể nào giúp cho anh em có thể chơi được những cái tựa game nặng như kiểu PUBG được. Vậy nên bọn mình sẽ trang bị cho nó một chiếc cả đồ họa RAID đó chính là Radeon RX 570 với phiên bản 4GB, và nhãn xuất ở đây bọn mình chọn đó chính là Gigabyte. Và về cái mặt thiết kế của nó cũng khá là đẹp, chúng ta sẽ có hai cái fan quạt và đặc biệt đó chính là ba cái ống đồng dẫn từ GPU ra các đao nhân tản nhiệt, nhìn trông cũng khá là xịn sò con bò. Với SSD thì sự lựa chọn của mình ở đây vẫn sẽ là chiếc SSD Avacer với mã hiệu đó chính là IS340 với dung lượng là 120GB, và như thường lệ thì mình sẽ khuyên các bạn nên nâng cấp thêm một ổ HDD với dung lượng khoảng 1T nữa để có thể đáp ứng tốt cho các bạn những cái nhu cầu sử dụng lưu trữ hàng ngày. Hai thành phần linh kiện cuối cùng mà bọn mình đang sử dụng ở trên bộ case này thì nó sẽ đều đến từ Sigmatech, với bộ nguồn bọn mình đang sử dụng ở đây đó chính là Sigmatech X-Power 2 với công suất đó chính là 550W. Với con Ryzen 3 2200G hay kể cả con Radeon RX 570, khi mà chúng đã được kết hợp lại với nhau thì cái bộ nguồn này nó vẫn có thể dư sức đáp ứng tốt cho anh em với tất cả những cái nhu cầu khi mà anh em sử dụng nó hàng ngày. Và cuối cùng đó chính là về vỏ cây, bọn mình đang sử dụng ở đây đó chính là vỏ cây Sigmatech Gen Mini, một trong những vỏ cây mà anh em đã thấy xuất hiện rất là nhiều trên những bộ PCIe mình đã giới thiệu đến cho anh em trước đây rồi đúng không. Về cái mặt thiết kế, các bạn sẽ có một cái dãy đèn LED RGB được đặt ở phần cạnh trước của chiếc cây này, và ngoài ra thì thiết kế của nó cũng trông khá là đẹp và chắc chắn nữa. Đặc biệt là nó sẽ có thêm một cái phần mặt kính giúp cho anh em có thể sâu hàng, và đặc biệt là nó sẽ tạo nên một cái điểm nhấn khi mà anh em đặt nó trong góc làm việc. Và đó là tất cả những gì về cái mặt linh kiện ở trên bộ PCIe Gaming Advent 1 có mức giá đó chính là 8,7 triệu đồng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần trải nghiệm hiệu năng để xem có thực sự với một bộ PC chỉ có 8,7 triệu đồng nó có đã có thể chơi mượt được PUBG hay không, thì hãy cùng mình trải nghiệm hiệu năng ở trong cái bộ PC này nhé. Khởi động máy test sẽ là Liên Minh Huyền Thoại, và dù cho tất cả thiết lập đã để mức cao nhất thì với PCIe Gaming Advent 1 nó vẫn luôn đạt từ 140 cho tới 160 FPS, quá tuyệt vời cho một siêu phẩm phải không anh em.
Với một trong những tựa game cũng khá là nặng như là Apex Legends cũng chưa nhằm nhò gì với PCP Gaming Advance 1. Thế nên thì với CSGO, một trong những tựa game nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và dĩ nhiên thì với max setting, số FPS của nó vẫn luôn đạt từ 140 cho tới 150 FPS, một con số khá là ấn tượng ở trên bộ máy tính chỉ có 8,7 triệu đồng mà thôi. Chuyển qua Apex Legends, một trong những tựa game mới nổi trong thời gian gần đây, và với Gaming Advance 1 thì Apex vẫn chưa thể nào làm khó cũng như hạ gục được bộ máy tính chỉ có 8,7 triệu đồng của chúng ta, với số FPS luôn đạt từ 80 cho tới 90 FPS. Shadow Tomb Raider, cái tên tiếp theo được góp mặt ở trong bài test ngày hôm nay, với mức thiết lập đó chính là hai setting trên độ phân giải Full HD. FPS của nó đạt từ 57 cho tới 60 FPS, một con số tương đối là tốt để anh em có thể trải nghiệm một tựa game với nhịp độ không quá cao như là tựa game này. Ông vua của thể loại Battle Royale, PlayerUnknown's Battlegrounds sẽ là cái tên cuối cùng được mình đưa vào bài test trong video ngày hôm nay. Và với mức thiết lập đó chính là max setting thì nó vẫn luôn đạt từ 50 cho tới 60 FPS. Tuy nhiên, trong quá trình khi mà nhảy dù thì nó sẽ bị drop đi khá là nhiều, chỉ còn từ 25 cho tới 30 FPS. Vậy nên nếu muốn có cho mình một cái trải nghiệm tốt nhất thì anh em có thể hạ xuống thiết lập từ 2 cho tới medium. Thank you.
trong khi mà chúng ta cùng nhau đi xong cái bài test thì anh em có cảm nhận như thế nào? Với mình thì nó gần như phá vỡ tất cả những cái định kiến như mình đã nói ở đầu video, để chưa? Khi mà anh em muốn đưa cho mình một bộ PC ở trong năm 2018 để có thể chơi mượt được VVG thì các bạn sẽ phải bỏ ra một cái số tiền nó dao động nó khoảng từ 11 cho tới 12 triệu đồng trở lên. Thì nay ở trong năm 2019 với bộ PC AP Gaming Advance 1 với mức giá chỉ có 8,7 triệu đồng, các bạn đã có thể làm được tất cả những cái điều đó. Và các bạn có cảm thấy cái bộ PC AP Gaming Advance 1 mình giới thiệu đến cho anh em ở trong cái video ngày hôm nay nó có ngon hay không thì đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận cho mình, cũng như các bạn xem video này biết. Còn video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn một nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình để cái YouTube An Phát Computer. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video kế tiếp.